Chào các bạn, tạo ra một bài giảng cũng như tạo ra một bộ phim ngắn, nó không đơn giản là cắt ghép mà còn đòi hỏi về tư duy kịch bản và cách diễn đạt, mà lại còn diễn đạt trong thời gian ngắn. Khóa học này không đơn giản là chỉ các bạn các kỹ thuật hay của CapCut mà còn giúp bạn tư duy để diễn đạt được ý tưởng của chính mình. Với các tình huống thực tế, kỹ thuật kèm theo giúp học viên hiểu nhanh, ứng dụng nhanh, hoàn thiện bài giảng nhanh.